Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 376: Gặp riêng bị bắt. Lời của Tiết Quốc Công vừa nói ra, trong phòng càng trở nên yên tĩnh hơn. Hải thị lên tiếng nói, "Cha, yêu cầu của tiểu cô là để cho Thẩm Vân Khanh làm thiếp." Nàng ta bây giờ được Hoàng Thượng Phong làm quận chúa rồi, hôn sự cũng không thể để người nhà làm chủ, cho dù là đi thỉnh cầu bệ hạ, cũng không thể để một quận chúa tùy ý đi làm thiếp thất. Bất kể dự tính ban đầu của Minh Đế lúc trước khi phong Vân Khanh làm quận chúa là gì, sự việc Vân Khanh cứu Hoàng Đế và Tây Thái Hậu quả thực có tồn tại, chức vị được phong cũng đích thực là tồn tại, tối thiểu về mặt ngoài mà nói, Minh Đế sẽ không thể nào để một vị quận chúa đi làm thiếp. Tiết quốc công liếc nhìn hải thị, ánh mắt u ám, Lý lẽ này ta đương nhiên biết, nếu đã như vậy, vậy thì cũng không thể dùng cách tầm thường được. Từ phủ Ninh Quốc công trở về, nỗi uất ức kia ở trong lòng Tiết Quốc công không hề tan đi chút nào, trong đầu đều là bộ dạng Tiết thị miệng phun ra máu tươi, đau thương khắp mặt. Tính cách đứa con gái này giống ông nhất, so với Tiết hoàng hậu, Tiết Quốc công thậm chí còn thích đứa con gái nhỏ hơn một chút. Nhìn thấy con gái như vậy, trong lòng ông há có thể thoải mái tiết đông hàm nói phụ thân chẳng lẽ đã nghĩ được cách rồi tiết quốc công quay đầu nhìn ánh nhìn hai mắt âm u muội muội con nếu đã nói là muốn thẩm vân khanh và ngọc oánh cùng làm thiếp như nhau còn muốn nó sống không bằng chết ý này lẽ nào con không hiểu sao tiết đông hàm nghe đôi mắt hơi ngừng còn hải thị lại kinh sợ tới mức suýt nữa đứng dậy vẻ mặt chống cự nói cha vậy chính là muốn hủy hoại danh dự của nàng ta trước sao Việc này ai đi làm? Để Tiết Nhất Nam đi sao? Bà hỏi liên tiếp ba câu, thực sự cũng là đang che giấu sự hoảng loạn của chính mình. Những lời nói vừa nãy của Tiết Quốc Công, ý là để người trong nhà nạp thẩm vân khanh vào làm thiếp, sau đó thần không biết quỷ không hay hại chết nàng. Tiết Quốc Công tuổi đã cao như vậy rồi, ông còn là phụ thân của Hoàng hậu, chắc chắn là không thể kéo quan hệ gì với thẩm vân khanh. Còn hai người con trai của Tiết Quốc Công, Tiết Đông Cốc bây giờ đang ở biên ải, trong nhà chỉ còn lại duy nhất có Tiết Đông Hàm, đối với hải thị thân làm thê tử mà nói, trong lòng không muốn tướng công lại nạp thiếp. Suy nghĩ nhỏ nhặt này của bà, Tiết Quốc Công vừa nhìn đã rõ, ngay cả Tiết Đông Hàm cũng cau mày khiển trách nói, lời của phụ thân còn chưa nói xong, nàng xen miệng vào làm gì. Tiết Đông Hàm thường ngày đối với thê thiếp đã không chút tình cảm, bây giờ lại quát như thế, Hải thị nhìn thấy sắc mặt ông không tốt, cũng chỉ đành tu lời nói lại. "Phụ thân, vì thù của muội muội, con không có vấn đề gì." Nhưng Thẩm Vân Khanh trời sinh tính gian xảo, làm thế nào có thể khiến nàng ta rơi vào bẫy? Tiết Đông Hàm rất nhanh chóng thương lượng với Tiết Quốc Công, trong lòng ông, Thẩm Vân Khanh cũng là một tiểu nhân mười phần nham hiểm. Thấy đứa con trai lớn hiểu chuyện như vậy, Tiết Quốc Công có chút vui mừng ánh mắt từ trên mặt của hải thị quét qua nặng nề hư một tiếng quay đầu nói với tiết đông hàm nạp nàng ta làm thiếp cũng không phải là việc khó bây giờ thiếp thất trong phủ con cũng có ba người một quận chúa như nàng ta nếu muốn làm thiếp chỉ có danh dự tổn hại rồi bệ hạ không có cách nào mới có thể để nàng ta làm thiếp vốn dĩ có thể tìm người khác để nạp nàng ta làm thiếp thất nhưng người khác khó bảo đảm sẽ không bị nàng ta mê hoặc mà không nghe theo chúng ta vì vậy buộc lòng phải để con đứng ra làm việc này thực ra ông cũng không muốn dùng cách này nhưng những sát thủ trước kia phái đi mỗi người đều một đi không trở lại điều này chứng tỏ nếu muốn âm thầm ra tay giết hại hoàn toàn làm không được nếu đã âm thầm không được vậy thì ra chỗ sáng chỉ cần có thể đưa thẩm vân khanh đến được phủ tiết quốc công đến lúc đó xảy ra chuyện gì còn không phải là ông định đoạt sao vậy chúng ta phải làm như thế nào Tiết Đông Hàm tuy rằng cảm thấy cách làm này có chút không vẻ vang lắm, nhưng Thẩm Vân Khanh từng bước một, từ chỗ không ai biết bước tới vị trí quận chúa ngày hôm nay, nữ tử như vậy quả thật rất nguy hiểm. Hơn nữa, nhiều lần ám sát đều không thể thành công, điều này nói rõ là nàng không phải là một nữ tử đơn giản, chí ít những ám vệ bên cạnh nàng đó cũng không có một người nào đơn giản. Hơn nữa, sau khi Thẩm Vân Khanh đến kinh thành, một loạt hành động cũng chứng tỏ là nhằm vào tứ hoàng tử tứ hoàng tử và tiết gia vẫn luôn quấn vào với nhau động đến tứ hoàng tử cũng chính là động đến tiết gia vì vậy bất luận như thế nào nhất định phải diệt trừ thẩm vân khanh ý nghĩ này không chỉ là tiết quốc công ngay cả tiết đông hàm cũng cực kỳ tán thành hoa thị vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe mấy người nói chuyện lúc này mới yếu ớt lên tiếng đôi mắt tuyệt đẹp của bà chứa đựng một ý cười thản nhiên không phải quan hệ của Thẩm Vân Khanh và An Tuyết đánh rất tốt sao? Vân Khanh đang ngồi xổm trong phòng, cầm lấy một cuộn len sợi trêu Ngân Nhĩ nhào qua nhào lại. Ngân Nhĩ bây giờ càng lớn càng đẹp, toàn thân là lông tơ, cũng không biết là loại mèo gì, hai mắt một mắt màu xanh ngọc, một mắt màu xanh lam, trợn to giống như là hai quả cầu thủy tinh. Mỗi ngày ngoài ăn ra thì là ngủ, hiếm khi chịu vận động vài lần chỉ có lúc Vân Khanh trêu đùa nó mới giữ thể diện bày ra thân hình hơi tròn, làm cho Vấn Nhi cũng có vài phần ghen tì. Tiểu thư, người xem ngân nhĩ kìa, mỗi ngày nô tỳ cho nó ăn, tắm cho nó, hầu hạ nó, kết quả nô tỳ muốn chơi cùng nó, đến mí mắt nó cũng không mở một chút. Người vừa gọi nó, nó liền vội vã nhào đến. Vấn Nhi nhìn ngân nhĩ không sợ phiền phức túm lấy đầu sợi len, chu miệng nhỏ nói một cách oán giận có thể bởi vì ngân nhĩ cảm thấy ta đẹp hơn em đó vân khanh cười với vấn nhi trêu lại nàng ta sau đó lại giơ tay lên khiến ngân nhĩ đứng lên khom lưng ôm lấy nó vấn nhi kinh ngạc hỏi mèo cũng sẽ biết ai đẹp hơn sao liêu thúy gõ lên trán của nàng ta nó đương nhiên biết trước đây chính là tiểu thư cứu nó trong lòng nó ai đẹp hơn tiểu thư chứ vân khanh sờ vào cái đầu nhỏ của ngân nhĩ nếu không phải trước đây thu nhận nuôi dưỡng ngân nhĩ, lúc nàng ở Hoàng Cung, cũng sẽ không ngay lập tức nghĩ đến việc lấy chiếc gương mà bảo chiêu nghi cầm để gọi mèo. Bởi vì thường ngày ngân nhĩ cũng thích đi nhào đến ánh sáng, Vân Khanh thường dùng ánh sáng mà gương phản chiếu ra, di chuyển trên mặt đất để rèn luyện thân thể càng lớn càng mập của ngân nhĩ. Vì vậy, lòng tốt vẫn có báo đáp. Ước chừng trọng lượng của ngân nhĩ, Vân Khanh cau mày nói, Vân Nhi, em đừng cho nó ăn nhiều thứ như thế nữa, bây giờ cảm giác như nó cũng sắp mập như mặc nhi rồi. Tiểu thư, có người đưa thư đến. Thanh liên từ bên ngoài tiến vào, nói. Ai đưa thư lúc này? Vân Khanh giao ngân nhĩ cho Vấn Nhi, sau khi rửa tay thì nhận lấy bức thư, thuận miệng hỏi, ai đưa thư đến? Nói là người của Phủ Ninh Quốc Công. Thanh Liên trả lời, Vân Khanh nhìn bức thư ở trong tay, là An Tuyết oánh bảo người đưa đến. Trên thư viết có chuyện gấp muốn nói rõ với Vân Khanh, hẹn nàng lúc gần tối ngày mai gặp mặt ở một nhà biệt viện. Vân Khanh nhìn thể chữ tiểu khải như cài hoa trên tóc quen thuộc đó, sau đó ánh mắt hơi dừng lại ở trên phần ký tên lưu lại cuối cùng, khóe miệng từ từ nổi lên ý cười, trong mắt phượng chứa đựng ánh nhìn xa xôi, vô cùng long lanh. Nàng gấp thư lại, đặt lên bàn. Nàng chưa ra tay đã có người không kịp chờ mà đưa đến. Lần này sẽ tặng cho bọn họ một sự kinh ngạc vui mừng to lớn vậy, cũng để tránh người ta nghĩ lâu như thế mới nghĩ ra được cái cách không chút sáng tạo, không có trình độ như vậy. Vân Khanh bước đến trước bàn đọc sách, sau khi mài mực, cầm bút nghĩ một lát, sau đó cũng viết một bức thư tương tự. Đợi sau khi mực khô, gấp cho vào phong thư, đặt lên trên bàn. Lại che chiếu ánh đèn vài lần, sau đó mới đóng cửa lại, đi ra dặn dò Lưu Thúy lấy nước mang đến rửa mặt. Trong thư phòng, một màu đen kịt, một bóng màu đen từ cửa sổ tiến đến, cầm đi bức thư ở trên bàn, nhanh chóng hòa vào trong bóng tối rồi biến mất. Chập tối ngày hôm sau, cả người Vân Khanh trang điểm đơn giản lên xe ngựa, một người nấp ở góc tường sau khi nhìn thấy xe ngựa của phủ phủ An Bá đi, lập tức chạy đi về phía khác. Người nhìn thấy nàng ta ra khỏi nhà chưa? Tiết Đông Hàm ngồi ở trong biệt viện, trên bàn bày một ấm trà, hỏi nam tử ăn mặc thành một người dân bình thường ở trước mặt đang quỳ một chân xuống. Nô tài nhìn thấy xe ngựa của phủ phủ an bá đi ra, quận chúa vận ninh đã lên chiếc xe đó. Tốt, tiết đông hàm gật đầu cười, lúc này trời hơi tối, ánh mặt trời tựa như tấm vải bạc màu, khiến bầu trời nửa tối nửa sáng. Đợi thêm ba canh giờ nữa, sắc trời sẽ hoàn toàn tối đen, còn thẩm vân khanh cũng sẽ đến chỗ này, đón nhận lấy hoàng hôn cuối cùng của nàng cùng với sự trôi qua từng giây từng phút của thời gian bánh xe của chiếc xe ngựa lăn tròn chuyển động dưới sắc trời đang dần dần tối đi đến bên ngoài một biệt việt xinh xắn đẹp đẽ bức tường xanh bốn phía của tiểu biệt viện trong ánh đêm phản chiếu ra ánh sáng nhạt mây đen che phủ trăng sáng cả bầu trời đều tối đen đến một ngôi sao cũng không nhìn thấy khí trời lạnh lẽo cộng thêm việc sắp đến thời gian giới nghiêm vào ban đêm người đi trên đường vô cùng ít chỉ có tiếng rít lúc gió lạnh thổi vù vù qua. Trong đêm cuối thu, mặt đất lộ ra một luồng cảm giác mát mẻ. Một nữ tử toàn thân quần áo lông mỏng, từ trên xe ngựa bước xuống, sau đó đi đến bên cửa, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng gõ cửa cốc cốc, truyền đến, khiến người ở bên trong đã chờ khoảng nửa canh giờ bất giác giật mình. Một thằng nhóc mở cửa, dường mắt nhìn nữ tử trước mắt, áo lông mỏng màu xanh thẫm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp cho dù là áo lông bên ngoài hay là góc váy lộ ra loại vải dùng không tầm thường lúc trước đại công tử đã dặn dò nhìn thấy nữ tử như vậy thì phải cho vào trong thế là nó lập tức mở cửa nói quận chúa mời vào trong công tử đang ở bên trong đợi người công tử nhà ngươi ở đâu nữ tử nhìn nó một cái không kìm được hỏi trực tiếp đi vào trong nhà tên đầy tớ nhỏ kia thấy nữ tử không phản bác lập tức dẫn đường, công tử đã sớm ở bên trong đợi người rồi. Nữ tử đẩy cửa ra, bên trong không có đèn, tối đen như mực, căn bản là nhìn không rõ vật thể, chỉ thấy trước bàn có một bóng người, trên khuôn mặt nhuộm lên ý cười, phất tay với tên đầy tớ nhỏ. Tên đầy tớ nhỏ biết điều lui ra ngoài đóng cửa lại. Tiết đông hàm nhìn nữ tử bước vào trong, mượn ánh sáng mờ ảo từ song cửa sổ dọi vào, có thể nhìn thấy thân thể choàng áo lông mỏng của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, đồ trang sức cài trên đầu phát ra ánh sáng sắc nhọn, dễ nhận thấy thân phận người đến không tầm thường. Thẩm Vân Khanh, bây giờ ngươi còn có thể ra ngoài làm dáng, đợi đến khi vào tiết phủ, ngươi có cuộc sống dễ chịu rồi, đến lúc đó xem ngươi còn có tâm tư đeo châu báu, mặc quần áo tơ lụa nữa hay không. Cho dù là đến địa ngục, những thứ này ngươi cũng đừng mơ tới nữa ánh mắt của ông chứa đựng một tia hung ác, lặng lặng nhìn nữ tử một tay kéo áo lông mỏng xuống, đặt lên trên kệ áo, lộ ra thân hình yểu điệu, cất từng bước đi đến. Tiếp theo, trực tiếp ngồi vào trong lòng của Tiết Đông Hàm. Hành động này khiến cho Tiết Đông Hàm hoảng sợ, Thẩm Vân Khanh lại chủ động như thế này. Người hẹn nàng đến chỗ này đáng ra là An Tuyết Oánh, tại sao nàng tiến vào nhìn thấy một nam nhân ngồi ở đây cũng không phản ứng thậm chí còn mồi lên trên người của mình, điều này có chút kỳ lạ. Phản ứng của Tích Đông Hàm không phải là vì mỹ nữ trong lòng, mà là sự việc khác thường. Chính vào lúc suy nghĩ của ông quay nhanh, nữ tử tiến vào đã lên tiếng, "Chàng biết ta thích chàng lâu như vậy, tại sao đến bây giờ mới hẹn ta gặp mặt?" Giọng nói này rất dễ nghe, trong tiếng nói mềm mại có sự nũng nịu và yêu say đắm cực độ, khiến nam nhân nghe rồi sẽ chỉ cảm thấy thương tiếc, chịu khó dỗ dành nhưng lúc này tiết đông hàm chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên đầu tuôn ra giọng nói này tuyệt đối không phải là thẩm vân khanh đúng lúc đó bên ngoài viện truyền đến một loạt tiếng bước chân tiếng bước chân nhanh mà vội vàng một đoàn người ngựa đến cửa chân đá khiến cửa văng ra người ở bên trong ra đây cho bồn quan cùng với tiếng gọi lớn có người đốt lên đèn ở trong nhà ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng thét to đầy cuồng nộ của nữ tử sao lại là ngươi cùng với đó còn có một tiếng bạt tai cực lớn lúc này một dấu bàn tay bất ngờ in trên mặt tiết đông hàm ông đường đường là tam phẩm của đại nguyên thế tử quốc công tương lai lại bị người khác cho một bạt tai trời dáng như vậy nếu đổi lại là trong ngày thường nhất định là nổi trận lôi đình nhưng lúc này ông chỉ mở to hai mắt nhìn nữ tử trước mặt mắt hạnh mũi thon mặt ngọc môi hồng đích thực là một mỹ nhân nhưng mỹ nhân này tuyệt đối không phải là thẩm vân khanh. Trên mặt nàng ta mang theo hơi thở nóng bỏng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, mắt hạnh với chốt than vẽ lông mày được vẽ nhàn nhạt hết lên, lộ ra một ánh mắt cực kỳ u ám, nhìn hầm hầm vào tiết đông hàm. Người đến lại là quận chúa Quý Thuận. Tiết đông hàm, tại sao là ngươi ở chỗ này? Quận chúa Quý Thuận lộ rõ là giận không kiềm chế được, hai con mắt chừng lên nhìn đến mức cuộn tròn lại, lửa giận đã thiêu đốt tới trong mắt, bất cứ lúc nào cũng như muốn chôn vùi người khác ở trong đó. Sắc mặt của Tiết Đông Hàm cũng không tốt hơn là mấy, theo phản xạ nhảy dựng lên, cao mày nói, quận chúa, đây là một sự hiểu lầm, sao người lại đến chỗ này? Trong số những người lúc nãy tiến vào, người dẫn dầu có vóc người cao gầy, gương mặt hơi vuông, mặc quan phục màu xanh nâu, là cao thăng của phủ nha môn, sao, thiên việt vẻ mặt tức giận lúc tiến vào đã biến thành vô cùng kinh ngạc, nhìn hai người trước mắt, mở miệng không biết nên nói như thế nào. Một người là trường tử của tiết quốc công, một người là quận chúa. Khi đám người bọn họ tiến vào lúc nãy, cảnh tượng nhìn thấy là gì? Là quận chúa quý thuận ngồi trên người của tiết đông hàm, dáng điệu với vẻ mặt ngọt ngào như đang ngồi trong lòng người mình yêu thương nhất, cao thăng dám khẳng định mình tuyệt đối không nhìn lầm. Nếu đã ngọt ngào như vậy, Vậy lúc này hai người bọn họ cãi nhau là sao? Là bởi vì sợ bọn họ nhìn thấy dáng vẻ yêu đương vụng trộm của hai người sao? Việc này cũng không phải là không có khả năng, một người đã có thê tử, một người là quận chúa sắp phải đi hòa hiếu kết giao. Thân phận nào cũng không cho phép việc bọn họ vào lúc tối tăm mò mẫm yêu đương vụng trộm ở trong tiểu biệt viện. Nhưng, người mà quận chúa quý tuận ngưỡng mộ trong lòng không phải là thế tử cần vương sao? sao lại dây dưa có quan hệ với tiết đông hàm? Hoàng gia không phải là quá loạn rồi hay sao? Cao Thăng làm việc ở phủ Nha môn đã lâu, mỗi sự việc phải suy xét toàn diện, phân tích tỉ mỉ mới có thể phát biểu lời nói. Quả thực là bởi vì quan lại cao hơn hắn trong kinh thành thực sự rất nhiều, ngồi ở vị trí này, nếu không phải làm người xử lý khéo léo, chỉ sợ sớm đã bị người khác kéo xuống rồi. Lúc này hắn suy xét trong lòng làm thế nào xử lý tình huống trước mắt, nếu thời gian cho hắn quay lại, hắn thật sự không muốn tiến vào. Hôm nay hắn nhận được tin tức có người tố giác, nói là một hội lớn những kẻ trộm cắp ở trong kinh thành chia của ở chỗ này, vì vậy hắn mới dẫn người đến. Mắt thấy trong phòng tối om yên tĩnh, quả thực có chút giống với kiểu chia của, ai biết được xông vào trong lại nhìn thấy cảnh mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy lại nữa. Nhưng bây giờ cũng đã thấy rồi, hơn nữa đi theo phía sau hắn còn có 20 tên sai dịch, mỗi người bọn họ đều thấy rất rõ ràng, nếu muốn lừa gạt, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hơn nữa chuyện này không đơn giản đến thế, quận chúa Quý Thuận là người phải hòa hiếu kết giao với Tây Nhung, lúc này lại ôm ấp với trường tử của Tiết Quốc Công, sau này hễ bị phát hiện rồi, hắn bị gán cho ý định che giấu thì làm sao mới phải. Hơn nữa tính cách của quận chúa Quý Thuận rất hung dữ, việc này nếu bản thân coi như không biết, e rằng ngày nào đó sẽ chết mà không một tin tức tiếng động cũng không ai biết là vì sao. Việc giết người diệt khẩu này không phải chỉ là ở trong truyền thuyết. Cảnh tượng mà bản thân bây giờ nhìn thấy có thể coi là một vụ tai tiếng của Hoàng gia rồi. Hơn nữa sự việc liên quan đến hỏa hiếu kết giao với Tây Nhung, việc này ảnh hưởng rất lớn. Chỉ trong thời gian phút chốc, Cao Thăng đã nghĩ rất nhiều chuyện, thế là hắn quyết định việc này không thể cứ như vậy mà giấu đi. Cao mày lại, nói với hai người, chuyện này là như thế nào? Vì sao trời đã tối rồi mà quận chúa Quý Thuận và Tiết Đại Nhân lại ở chỗ này? Tiết Đông Hàm biết tên cao thăng này, hắn là một quả bóng tròn, sờ chỗ nào trượt chỗ đó, ngày thường có chuyện nóng lòng mong muốn có thể đẩy ra, động đến vụ án thì nóng lòng mong muốn có thể mau chóng keo đến bộ hình. Đừng để một mình hắn gánh hết tất cả trách nhiệm, cho dù xảy ra việc gì cũng có người khác cùng chịu tội liên đới. Vì vậy sau khi cao thăng tiến vào, ông vốn dĩ là không để tâm bỗng nhiên vừa nghe thấy lời nói của cao thăng còn tưởng rằng mình nghe nhầm nữa người nói gì cao thăng quyết tâm không thể để bản thân bị giết người diệt khẩu sau khi bị tiết đông hàm quát quả thực trong lòng kinh hãi nhưng dù kinh hãi thế nào đi nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng mình lấy hết dũng khí nói ta nói trời đã tối đại nhân và quận chúa là cô nam quả nữ ở chỗ này có vẻ không hợp lý lắm lần này tiết đông hàm thật sự nghe thấy cao thăng nói ra từng chữ từng câu mỗi chữ đều rất rõ ràng cao thăng vốn dĩ chính là người mà ông sai người truyền tin đưa đến mục đích là để hắn nhìn thấy mình và thẩm vân khanh ở cùng với nhau sau đó tiết đông hàm sẽ ra hiệu ngầm cho cao thăng làm lớn chuyện lên lớn đến mức đi tới trước mặt minh đế đến lúc đó minh đế chắc chắn sẽ vì che lấp chuyện này mà ban hôn thẩm vân khanh cho ông bây giờ đối tượng này lại đổi bản chất của sự việc cũng thay đổi nếu để cao thăng dẫn người làm lớn chuyện trước mắt này ra quận chúa quý thuận vẫn là đối tượng hòa hiếu kết giao của tây nhung nếu để truyền ra ngoài tội danh của ông nếu nói nặng có thể lên đến mức phá hoại tình cảm tốt đẹp giữa hai đất nước tiết đông hàm lập tức cắn răng nói cao thăng người lúc nãy không nhìn thấy gì tốt nhất đừng nói năng bừa bãi dẫn đám nhà dịch này của người lập tức rời đi sao phủ nha môn từ gốc trong là kinh triệu, nghĩa là nha môn quản lý khu vực kinh thành. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 377, gặp vua cầu khẩn. Tiết Đông hàm nghiến răng nói, cao thăng, vừa rồi ngươi chưa nhìn thấy gì hết, tốt nhất nên cẩn thận cái miệng. Dẫn theo đám sai dịch này nữa, lập tức đi ra ngoài. Lúc này, Tiết Đông hàm dáng vẻ mười phần hống hách. Tiết Quốc Công trong chiều quyền thế ngập trời, Đông Hàm tự nhiên cũng được nâng đỡ không ít. Tuy rằng hiện tại mới chỉ ba mươi mấy tuổi, nhưng tham cũng vọng rất lớn, thấy Cao Thăng không hề có ý tôn trọng với mình, giọng điệu nói chuyện tự nhiên cũng chẳng coi ai ra gì. Thế nhưng Cao Thăng đã hạ quyết tâm, không định che giấu việc này, lại bị vỗ vào mặt không nề nang gì như vậy, lập tức máu nóng cũng dồn lên não, cái gì mà chưa nhìn thấy. Bổn quan dẫn theo nhiều sai dịch như vậy, mỗi người đi vào đều nhìn thấy rõ ràng môn một tiết đại công tử đây là định lấy quyền bịt miệng người sao cao thăng ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này quan trọng thế nào sao ta sao lại ở đây cùng quận chúa quý thuận được ngươi tốt nhất đừng nên làm lớn chuyện bằng không ngươi cũng chẳng được lợi gì đâu tiết đông hàm nghiến chặt hàm răng lúc này nếu bản thân ông còn chưa nhìn ra ý tứ của cao thăng e rằng bấy lâu nay lăn lộn ở quan trường cũng chỉ là tốn công vô ích Thế nhưng đúng như Cao Thăng nói, sai dịch tiến vào ban nãy chỉ sợ đều đã nhìn thấy hết, nếu không cẩn thận áp chế chuyện này, đến lúc đó lại càng không dễ xử lý. Tiết Đông Hàm là giữ thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa, kể cả là giải quyết dưới góc độ cá nhân. Thế nhưng ông không dự đoán được uy lực của quận chúa Quý Thuận trong lòng kẻ khác. Người Cao Thăng sợ nhất không phải ông, ngược lại là quận chúa Quý Thuận. Mà lúc này vị quận chúa kia nét mặt tràn đầy lạnh ý đang nhìn chằm chằm vào tiết đông hàm cũng không nhìn đến cao thăng tiếp tục hỏi vì sao người đến lại là ngươi câu hỏi này cũng là điều nãy giờ tiết đông hàm vẫn đang thắc mắc thư của hắn rõ là gửi đến tay thẩm vân khanh hạ nhân cũng nhìn thấy thẩm vân khanh tiếp nhận vậy mà người tới thế nào lại là quý thuận quận chúa tất nhiên hắn cũng không ngốc đến mức trực tiếp nói ra ở đây rằng ta lúc đầu muốn là vận ninh quận chúa tới cuối cùng không biết vì sao lại thành quý tuận quận chúa cô. Nếu cứ thế nói ra, một là không có chứng cứ, hai là không có nhân chứng, cùng lắm cũng chỉ là mấy lời nói nhảm không có căn cứ, càng khiến mấy người này thêm hoài nghi mà thôi. Vì vậy, hắn nuốt xuống cục tức đang trào đến tận miệng, bình tĩnh quay lại nói với quý tuận quận chúa, ta cũng không biết vì sao lại là quận chúa, sợ rằng trong chuyện này có điều hiểu lầm chi bằng quận chúa và cao đại nhân trước tiên nói rõ ràng một chút tránh việc gặp phải những chuyện phát sinh ngoài ý muốn nếu quý thuận quận chúa cũng lấy quyền tạo áp lực như tiết đông hàm có lẽ cao thăng cũng sẽ bịt luôn chuyện này lại ai dè quý thuận quận chúa vẫn không nhúc nhích một đôi mắt hạnh cứ nhìn chằm chằm vào hắn tại sao lại là ngươi ở đây tiết đông hàm nhíu mày một cái từ khoảnh khắc kia khi ngọn nến trong phòng bắt đầu được thắp sáng nếu như hắn nhớ không lầm, đây cũng phải là lần thứ tư quý thuận quận chúa hỏi đi hỏi lại một vấn đề này. Lúc này, gương mặt nàng trông thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một loại thần sắc vô cùng quái dị. Cả người thoạt nhìn giống như rơi vào một trạng thái cố chấp, khiến người đối diện không khỏi có chút chột dạ. Hắn nhất thời cảm thấy đau đầu, thế quái nào lại chọc trúng vị quận chúa này, đã ngang ngược không biết lý lẽ, lại không thể tùy tiện đối xử giống như mấy kẻ bình thường, thật khiến người ta chán ghét. Vài lần bị truy vấn, giọng của hắn cũng bắt đầu phả ra khí lạnh, ta cũng đang muốn hỏi, vì sao đã khuya khoát thế này, quận chúa lại xuất hiện trong biệt viện của ta. Ta hỏi lại lần cuối, tại sao lại là ngươi? Quý thuận quận chúa vẫn mang vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giọng nói lại hàm chứa lạnh ý dày đặc, nhìn chằm chằm vào tiết đông hàm. Cao thăng nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, nghe đối thoại của hai người này, trong đầu chỉ cảm thấy ù ù cạc cạc, quái lạ thật. Hai người cứ nói tới nói lui, lại không một câu nhắc đến trọng điểm. Rốt cuộc chuyện này nên xử lý thế nào, hay là hai người họ đang cố ý ở chỗ này kéo dài thời gian? Lúc đó lại lấy những thủ đoạn khác ra đối phó với mình. Nghĩ đến đây, Cao Thăng lập tức vung tay lên cắt ngang hai người, tiết đại nhân, người biết rõ quý thuận quận chúa là người sắp đến ngày hòa thân, vì sao nửa đêm rồi còn ở chỗ này gặp mặt? Rốt cuộc là tại làm sao? Cao Thăng mặc dù là kinh triệu doãn sao, phong cách làm người xưa nay vốn láo cá, nhưng dù sao cũng đường đường chính chính là một quan tam phẩm, so với chức của tiết đông hàm cũng không hề thấp hơn. Và lại, hắn cũng là một người nhạy bén, mắt thấy hai người phía trước đang tranh chấp không có điểm dừng, đành phải dùng chất giọng nam trầm đầy nội lực xuất ra khí thế thẩm án ngày thường lập tức khiến hai kẻ đang rằng co trong phòng kia cũng phải quay đầu lại. Sao, Vinh Triệu Doãn, chức vụ được đặt ra từ thời tần, giữ nhiệm vụ quản lý hành chính và trị an ở Kinh Đô. Hắn trực tiếp gắn thẳng vấn đề vào trên người Tiết Đông Hàm, chính là một trong những kỹ xảo thẩm vấn. Nếu cứ để hai người này ngươi một câu ta một câu giống như đánh thải cực, ai biết được bọn họ muốn ầm ĩ tới khi nào. Tiết Đông Hàm bị cao thăng chỉ đích danh, biết chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, vẻ phớt đời ngồi phịch xuống ghế, lạnh lùng nói, cao đại nhân, khi sự tình còn chưa được làm rõ, chớ có tùy tiện kết tội. Sao ngươi biết ta cùng quý thuận quận chúa ở chỗ này gặp mặt, mà không phải bị người khác làm hại? Cao thăng nhìn hắn vừa ngồi xuống, bản thân mình ngược lại đang đứng, từ thế này là đang khinh khi hắn đây mà, cũng tức giận nói, hai. Nếu như là bị hại, Vậy tại sao khi bản quan đến liền nhìn thấy quận chúa đang ngồi trong lòng của ngươi, mà dường như Tiết đại nhân cũng không có ý gì muốn phản kháng? Vốn là không muốn nói câu này, nhưng bây giờ Tiết Đông Hàm lại còn thích hỏi vặn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đây chính là chỗ phiền toái nhất, lúc trước hắn cứ ngỡ là Thẩm Vân Khanh, ai dè lại là Ôn Thần này. Tiết Đông Hàm nghĩ thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ sợ hãi, nơi này là biệt viện của bản quan hôm nay bản quan hẹn khách nhân sao phong nguyệt tới đây, nói vậy chắc cao đại nhân cũng hiểu. Chuyện nam nữ trăng gió, ôm ấp yêu thương cũng không phải là trái lẽ thường. Vậy mà không biết rốt cuộc là hạng tiểu nhân nào lập mưu hãm hại, người tới không ngờ lại là quý thuận quận chúa. Điều này khiến trong lòng bản quan cả kinh, còn chưa phản ứng lại được, đại nhân ngươi đã đi vào rồi. Sao, phong nguyệt khách nhân, cách nói ẩn dụ chỉ gái làng chơi. Phong Nguyệt Khách Nhân chính là chỉ gái đến từ Thanh Lâu. Nữ tử ở Thanh Lâu không đơn thuần chỉ là buôn bán, các nàng còn có thể dựa theo nhu cầu của khách, đến một vài chỗ giả vờ tình cờ gặp nhau, rồi mèo vờn chuột diễn đủ các trò tình thú ướt át, tiết đông hà muốn nói là chỉ kiểu khách. Như vậy, cho nên hoàn toàn có thể lý giải vì sao, ngọn nến trong phòng hắn vẫn luôn tắt mà không nhìn thấy rõ người đến. Bởi vì hắn cho rằng, người tới cũng chỉ là một kỹ nữ mà thôi đương nhiên đối với những kẻ làm quan đến thanh lâu là chuyện ai nấy cũng đều biết rõ tuy là bình thường cũng chẳng muốn lôi ra nói làm gì mất công lại tổn hại thanh danh thế nhưng lúc này việc đó so với lén lút tình tự cùng quý thuận quận chúa thật sự cũng chỉ là mối tiết đông hàm rốt cuộc cũng là một tay quan trường lọc lõi rất nhanh liền nghĩ ra kế này ứng phó bởi vì hắn chí ít có thể khẳng định một chuyện quy thuận quận chúa tới đây tuyệt đối không phải vì nhận lời hẹn của hắn, chỉ cần không phải hắn làm, bất luận thế nào cũng không đổ lên đầu hắn được. Vậy sao? Cao thăng hừ lạnh, sau đó phất tay một cái, sai dịch phía sau liền áp giải một người tiến lên. Tiết đông hàm định thần nhìn kỹ, chính là gã sai vặt lúc trước canh chừng ở trước cổng viện. Lúc này bị sai dịch ấn quỳ xuống đất, vẻ mặt bất an liếc trộm tiết đông hàm, lại vội vã cúi đầu tiết đại nhân có biết kẻ này chăng? Cao thăng một khi lên giọng quan, thật sự là trầm bồng du dương, vô cùng có khí thế. Tiết đông hàm cũng ngừ lạnh một tiếng, đây là gã sai vặt của biệt viện, đại nhân giải hắn lên là muốn làm gì? Cao thăng cũng không trả lời, quay đầu nghiêm mặt nhìn gã sai vặt kia, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, nói, vừa rồi ở cổng ngươi làm cái gì? Nếu như không khai báo rõ ràng, lập tức liền tống ngươi vào trong lao, xem ngươi có nói hay không hắn không thể trực tiếp túng cổ tiết đông hàm tống vào trong lao thế nhưng gã sai vặt này thì hoàn toàn có thể bất kể là triều đại nào lao mục trong đầu người ta cũng không phải là một nơi tốt đẹp gã sai vặt này cũng chỉ là hạ nhân trông chừng ở biệt viện nghe thấy sắp bị nhốt vào trong mục phản ứng đầu tiên là khiếp sợ sao còn có thể nghĩ được cái khác lập tức liền run lên đại nhân tiểu nhân không hề làm gì cả chỉ là đứng đợi trước cổng thấy vị quận chúa xinh đẹp ăn mặc quý phái tới thì mở cổng theo lời đại công tử chuyện khác tiểu nhân không biết gì hết gã sai vật hiển nhiên là đã bị dọa sợ một hơi nói ra nửa chữ cũng không vấp người nghe cũng đủ hiểu là có ý gì tiết đông hàm vừa nghe đã thấy không xong rồi tên sai vật này ở trong biệt viện trước đây hắn vì không muốn để người khác biết được đầu đuôi sự việc cố ý gạt gã sai vật này nói trạng vạng tối sẽ có một nữ tử qua đây đến lúc đó gặp mặt thì xưng hô quận chúa người đó không có phản ứng là đúng rồi mục đích như vậy là muốn để gã sai vật này làm chứng lúc đó có thể chứng minh thẩm vân khanh tự mình tới trước mà không phải bị người khác ép buộc lúc này ba đặc điểm đó lại không hẹn mà cùng chính xác xinh đẹp ăn mặc hoa lệ lại là quận chúa quý thuận quận chúa và thẩm vân khanh hai người này nghe qua đều có những đặc điểm giống nhau bất cứ ai nghe xong cũng sẽ cho rằng người hắn hẹn chính là quý thuận quận chúa. Cao thăng nhìn tiết đông hàm đang giận đến tái cả mặt thì khinh thường cười nhạt, tiết đại nhân, tên sai vặt này là thuộc hạ của ta bắt được trong biệt viện của ngươi, cũng không phải là người ngoài gì. Người hắn vừa nói đến không phải là quận chúa, chẳng lẽ còn ai khác. Bà nãy chúng ta tiến vào, đều tận mắt trông thấy ngươi và quý thuận quận chúa cùng nhau, bây giờ ngươi còn gì muốn nói. Tiết Đông Hàm nhìn gã sai vặt toàn thân run lẩy bẩy, cắn chặt hàm răng, chuyện vì sao thành ra thế này? Tiết Đông Hàm, người nói rõ ràng cho ta, vì sao người trong viện này lại là ngươi? Quý Thuận quận chúa nãy giờ ngồi bên cạnh nghe đối thoại của hai người, gương mặt trắng bợt như màu váy của nàng, hai tròng mắt ẩn chứa phẫn nộ tột độ. Vừa rồi Tiết Đông Hàm năm lần bảy lượt cường điệu là hiểu lầm, bây giờ hay rồi, gã sai vặt này đứng đây làm chứng. Ban đầu lúc nàng tiến vào, gã sai vặt kia nhìn thấy nàng liền không chút do dự mở miệng gọi nàng quận chúa. Nếu không phải ngay từ đầu đã được dặn dò kỹ càng, làm sao có thể xảy ra loại nhầm lẫn này được? Tiết đông hàm như sắp phát điên, ta làm sao biết được cô sẽ tới đây? Quận chúa cô khuya khoát tới viện quốc công của ta, không phải còn kỳ quái hơn sao? Tiết đông hàm vốn đã bị thải độ của cao thăng châm ngoi lửa giận, Quý Thuận quận chúa lại lần nữa chất vấn khiến cho cơn tức của hắn toàn bộ bộc phát. Quý Thuận quận chúa rốt cuộc cũng không phải hạng người hạ lưu, qua mấy ngày nữa sẽ phải đi hòa thân, nếu không phải nàng vẫn luôn không chịu chấp nhận, lúc này cũng sẽ không bị tiết đông hàm gấp gáp hỏi dồn. Ta đến biệt viện của ngươi. Tâm trạng quý thuận quận chúa hiển nhiên cũng không tốt, mày liễu dựng thẳng, lộ ra mấy phần lạnh ý. Hiện tại cả thành này có ai mà không biết người ta thích chính là Ngự Phượng đàn, vì sao ta phải lén lút tới viện của ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ có ý định gì đối với nhà ngươi sao? Hừ. Quý Thuận quận chúa nói xong, ném về phía Cao Thăng một bức thư, hôm nay ta chính là nhận được thư này, bởi vậy mới có chuyện đích thân đến đây. Ngươi tốt nhất nên điều tra rõ ràng, thư này là do ai viết. Cao Thăng cảm thấy Quý Thuận quận chúa xuất hiện ở đây vẫn có vài phần kỳ quái bây giờ lại thấy nàng ném ra một bức thư thì vội vã nhận lấy, mở ra xem nội dung phía trên, đại khái ý là, tại nhà thủy tạ, nhìn thấy nàng suýt nữa bị thương, trong lòng đau xót. Biết được nàng phải đi hòa thân, càng khiến ta ăn không ngon ngủ không yên. Lúc đầu vốn là nàng ta trời sinh một đôi, hy vọng có thể cùng nàng giải bày tâm nguyện, tránh khỏi bỏ lỡ lương duyên. Phòng thư này là ai gửi cho quận chúa? Cao thăng chớp mắt đọc xong liền ngừng đầu hỏi. Quý thuận quận chúa hừ lạnh, ngự phượng đàn viết. Nàng vừa nhìn đã cảm thấy đó là thư của ngự phượng đàn, người cùng nàng trời sinh một đôi còn có thể là ai, chỉ có thể là cần vương thế tử chứ sao. Và lại, trong thư cũng đã viết rõ ràng, toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm đó. Ngự phượng đàn có ý với nàng, bây giờ còn không nỡ để nàng hòa thân, không chừng còn muốn kháng chỉ. Nàng hiểu rõ phần tâm ý này, mới có thể trực tiếp ngồi vào lòng của hắn. Ai biết được hóa ra là tiết đông hàm. Quý thuận quận chúa trả lời như chém đinh sắt khiến cao thăng sừng sốt, không khỏi mở bức thư ra xem kỹ lại lần nữa. Xác nhận không tìm được người ký tên, mới hỏi lại, quận chúa, phong thư này là cần vương thế tử tự tay giao cho cô sao? Không, ta thấy ở trên bàn. Thời điểm quý thuận quận chúa nói ra câu này, cao thăng liền oán thầm trong lòng. Hay lắm, cứ như vậy chỉ một phong thư, không có ký tên, cũng không phải cần vương thế tử sai người đến gửi. Vậy mà quý thuận quận chúa cứ chắc mầm như đinh đóng cột, điều này thật khiến cho hắn có chút bối rối, không biết phải mở miệng làm sao. Tiết Đông Hàm vừa nghe thấy câu hỏi của Cao Thăng thì chợt hiểu ra, đến lúc này nếu như hắn vẫn còn mù mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đúng thật là tên ngốc. Bị thẩm vân khanh chụp cho cây mũ to tướng hắn dựa vào danh nghĩa của An Tuyết vánh truyền tin đến phủ An Bá, dụ thẩm vân khanh tới đây. Nào ngờ người ta đã sớm nhìn thấu kế hoạch của hắn, một phong thư mơ hồ không rõ như vậy, cũng có thể xuất quỷ nhập thần đưa vào tới trong cung, còn gạt được quý thuận quận chúa một phen thân trinh tới đây. Nếu như là kẻ khác, nhìn thấy một phong thư như vậy không chắc gì đã có phản ứng. Thế nhưng quý thuận quận chúa từ tuổi nhỏ đã ngang ngược kiêu ngạo, lại một lòng lưu luyến si mê ngự phượng đàn, nhìn thấy lời nói ám chỉ mà công khai trong thư như vậy, lập tức tự cho rằng ngự phượng đàn cũng là có tình ý với mình. E rằng quý thuận quận chúa cũng không phải là vô cùng chắc chắn, thế nhưng đối với một người yêu đến cuồng si mà nói, chỉ cần có một nửa khả năng thôi cũng đều sẽ đi tới chỗ hẹn. Và lại, quý thuận quận chúa xưa nay vốn gan lớn, căn bản cũng không quan tâm sẽ bị người phát hiện ngay cả cử người đến dò xét thử cũng không có, cứ như vậy trực tiếp chính mình đến đây. Hắn không khỏi vừa giận vừa tức, nói như muốn phun lửa vào người quý thuận quận chúa. Quận chúa, cô ít nhiều cũng phải nhìn xem có ký tên hay không đã chứ. Một bức thư vô duyên vô cớ xuất hiện trên mặt bàn, cô cũng có thể khẳng định đúng là cần vương thế tử, đêm đen gió lớn còn đi tới nơi đây. Thân là quận chúa hỏa thân nước đại ung, thái tử phi tây nhung tương lai, vậy mà một chút tự giác cũng không có. Quý thuận quận chúa quay ngoắt đầu lại, chừng hai mắt hạnh với tiết đông hàm, ngươi câm miệng cho ta. Cao thăng không có tâm trạng đâu đi để ý tới cuộc nói chuyện của hai kẻ kia. Trong tay cầm lá thư, hai mắt hắn quét tới quét lui trên khuôn mặt lạnh như băng của quý thuận quận chúa và tiết đông hàm, lại ước chừng thời gian một chút, chuyện này xem chừng cũng không dễ xử lý. Trước mắt, chuyện này không chỉ có tiết đông hàm, còn có quý thuận quận chúa, thậm chí còn liên quan đến cả cẩn vương thế tử, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Không biết vừa rồi hắn lặng lặng cử người đến trong công truyền tin tức, hiện tại đã đến nơi hay chưa? Đang lúc cao thăng trầm mặc suy tư, bên ngoài liền truyền tới tiếng vó ngựa rồn rập, ngay sau đó bốn người thị vệ trong cung tiến vào. Cao đại nhân, bệ hạ có lệnh, lập tức truyền quý thuận quận chúa và tiết đại nhân tiến cung. Cho đến lúc này Tiết Đông Hà mới hiểu vì sao Cao Thăng lại dám làm căng chống đối hắn như thế, cũng không sợ bất kỳ hậu quả gì. Thì ra Cao Thăng đã sớm phái người vào cung bẩm báo việc này tới Minh Đế, chuyện liên quan đến quý thuận quận chúa, Minh Đế nhất định sẽ cấp tốc triệu kiến. Bên trong ngự tư phòng, đèn đuốc sáng trưng chiêu sáng toàn bộ bố cục nội thất. Ánh đèn vừa mới được thắp, tia sáng vẫn còn hơi chút lay động bởi minh đế đã dặn dò giữ bí mật việc này, cho nên ngay cả hoàng hậu và người nhà họ Tiết đều không hề hay biết. Lúc này, trong điện chỉ có Cao Thăng, Quý Thuận quận chúa, Tiết Đông Hàm, cùng với người lúc sau lại bị gọi tới Ngư Phượng đàn. Hai mươi hạ nhân đã bị khống chế trong biệt viện, bao gồm cả gã sai vặt kia đều bị nhốt lại với nhau. Cấm vệ quân canh giữ, không cho phép bọn họ lọt ra một tiếng gió. Ngự Phượng đàn một thân trường bào màu tuyết, bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng trắng bạc. Quỷ hoài nhìn mấy người ai nấy đều mang vẻ trang nghiêm trước mặt, nét cười nơi khóe miệng như có như không. Mình đế nhìn cao thăng, đôi mắt thâm trầm như màn đêm, trầm giọng nói, cao thăng. Chuyện người vừa bẩm báo với chấm có phải sự thật hay không? Mình đế tối nay đang chuẩn bị đi nghỉ sớm một chút, ai ngờ bên ngoài đưa tới thẻ bài việc gấp, nói rằng chuyện liên quan đến quý thuận quận chúa. Vừa nhắc tới quý thuận, Minh đế tự nhiên là lưu tâm, hơn nữa nàng bây giờ là thái tử phi Tây Nhung tương lai, vì hiệp ước hữu hảo giữa hai nước, Minh đế càng không khỏi không lưu ý. Nào ngờ sau khi nghe xong, càng cảm thấy rối loạn hết thầy. Quý thuận quận chúa từ bao giờ lại cùng một chỗ với tiết đông hàm, thật vớ vẩn hết sức. Nhưng cao thăng nếu như không phải tận mắt trông thấy, cũng tuyệt sẽ không khẩn cấp đến mức sai người suốt đêm đưa tin đến trong cung. Tuy là sự tình cao thăng đã ngắn gọn bẩm báo qua, thế nhưng tất cả những chuyện phát sinh phía sau, Minh Đế vẫn là hoàn toàn không biết. Vì vậy hắn lại bổ sung, những gì thần nói đều là sự thật. Vậy ngươi liền điều tra kỹ lưỡng cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Minh Đế trong lòng không muốn làm lớn chuyện này, để cho người bên ngoài biết được, nhưng cũng không thể để người ta nghĩ rằng nghĩ bậy. Loại chuyện này một khi truyền đi, hậu quả gây ra không phải chỉ một chuyện hai chuyện cao thăng thấy minh đế mặt không đổi sắc nhưng giữa chân mày lại ẩn ẩn một luồng lệ khí chứng tỏ tâm tình hắn đang hết sức không tốt hắn phỏng đoán tâm tư đế vương mặc dù ở biệt viện đã hỏi qua một lần nhưng lúc này minh đế lên tiếng không tránh được phải hỏi lại lần nữa có điều lần này hỏi đã tương đối thảo nghi tiết đại nhân quý thuận quận chúa hai người vì sao lại cùng nhau xuất hiện trong biệt viện minh đế thương yêu quý thuận quận chúa ai nấy cũng đều thấy quá rõ ràng cao thăng cũng sẽ không mốc trước mặt minh đế nói ra chuyện tình tự riêng tư ôm ôm ấp ấp như vậy tiết đông hàm nghe ra sự thay đổi trong câu hỏi hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng cao thăng tên bánh quẩy sao chết tiệt hết lần này tới lần khác muốn phơi chuyện này ra trước mặt minh đế tuy là trong lòng tức giận ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời thần vốn ở biệt viện chờ một người khách khác. Chẳng biết tại sao quý thuận quận chúa lại tới nơi đó, trong chuyện này nhất định có điều gì nhầm lẫn. Hắn cắn răng chết cũng không thể thừa nhận mình tình tự riêng tư cùng quận chúa, chuyện của thẩm vân khanh lại càng không thể nói ra. Sao, bánh quẩy, tên lọc lõi, châm biếm người có nhiều kinh nghiệm nhưng láo cá. Quý thuận quận chúa từ lúc vào thư phòng, biểu cảm trên mặt cũng đã thay đổi. Lúc này hai hàng lông mày nhíu chặt, bộ dạng oan ức tới cực điểm, quỳ phịch một cái trước mặt minh đế, khóc lóc kể lể hoàng cựu cữu sao. Yên Thải nhận được một phong thư, là cần vương thế tử hẹn Yên Thải đến biệt viện gặp nhau. Ai ngờ đến lúc đó, người tới lại là tiết đại nhân, Yên Thải bị dọa đến sợ chết khiếp, đã thấy cao đại nhân dẫn người đi vào, cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Xin hoàng cữu cữu làm chủ cho Yên Thải. Đây nhất định là có người cố ý hãm hại Yên Thải. Sao, cực cữu, em trai của mẹ, cậu. Bức thư được trình lên trước mặt Minh đế, hắn nhìn Quý Thuận quận chúa đang quỳ dưới chân bàn, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn đã tứ hôn nàng cho thái tử Tây Nhung, dù cho có là nhận được thư của Ngự Phượng đàn đi nữa, tốt nhất vẫn là không nên đến. Nghe thấy Quý Thuận quận chúa nói vậy, Ngự Phượng đàn giống như bị dọa sợ nhảy ngược lên quận chúa, ta viết thư cho cô khi nào, đừng có mà vơ quàng vào ta. Mình đế liếc qua ngư phượng đàn, kéo bức thư trên bàn lại mở ra xem, đọc đi đọc lại từ trên xuống dưới hai lượt, chợt vo miếng giấy lại thành một cục, giận dữ ném ra ngoài, làm càn. Trên thư này chữ viết không phải của ngự phượng đàn, ký tên cũng không phải hắn. Quý thuận quận chúa làm sao lại ngu xuẩn như thế đâm đầu chạy đến cơ chứ? Là một đế vương phi tần vô số, hắn tất nhiên sẽ không hiểu được tâm tư thật sự trong lòng quý tuận quận chúa. Đau khổ thích thầm một nam tử mấy năm, quả thực có thể nói đã yêu đến mê mệt, chỉ vài ngày nữa là phải hòa thân xuất giá. Người nào không ôm một chút mộng tưởng, mộng tưởng nam tử mình yêu kia, có thể cùng mình cao chạy xa bay, lánh đi nơi khác cùng nhau chung sống. Cho dù quý thuận quận chúa có tàn nhẫn, có bá đạo hơn nữa, ở một điểm này, nàng cũng không khác những người bình thường thậm chí còn có phần điên cuồng hơn nàng không thèm cân nhắc cũng không thèm suy nghĩ trực tiếp đến biệt viện gặp mặt ngự phượng đàn nhìn nắm giấy kia ném ra khom lưng nhặt lên liếc qua ánh sáng thâm trầm chợt xẹt qua trong mắt cái này ha ha chữ viết là loại khải thư ngắn gọn nhất bút tích viết ra như trong bản gốc của khải thư nhà đường muốn cha thật đúng là không thể cha ra hắn vò vò nắm cuộn giấy vào trong lòng bàn tay cũng không vứt đi chỉ là nheo mắt nhìn quý thuận quận chúa trên thư này cũng không viết là ta mời cô đến thanh âm lười biếng của hắn mang theo một loại từ tính trong thư phòng giống như tiếng tiêu thượng hạng vô cùng dễ nghe thế nhưng rơi vào trong tai quý thuận quận chúa lại chẳng khác thanh âm thông thường kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ngự phượng đàn cao thăng nhìn minh đế thuận tay đã vứt bỏ thư kia tuy là không nói ra nhưng thiên vị trong lời nói với quý thuận quận chúa không cần nghe cũng rõ hắn xem tình hình rồi lên tiếng bệ hạ về chuyện này của hai người còn có một chứng nhân đã đưa ra lời làm chứng tiết đông hàm lập tức nhìn cao thăng trong tròng mắt là hận ý như muốn giết người cao thăng người đừng vội nói bậy lúc này đã đến trước mặt minh đế cao thăng cũng không còn gì phải sợ chỉ cười nhạt có phải nói bậy hay không bệ hạ tự có định luận mong rằng tiết đại nhân trước tiên cứ bình tĩnh nghe ta nói hết đã trong lời nói của hắn có gai, nếu như Tiết Đông Hàm vẫn muốn tiếp tục nói thêm, vậy chính là coi rẻ minh đế, đành bấm bụng căm giận ngậm miệng lại. Cao Thăng lúc này mới nói, bệ hạ, lúc đó ở trong sân, sai dịch bắt được một gã sai vặt. Tên này đã nhận tội, căn cứ theo lời dặn dò của Tiết Đại Nhân, sai hắn vào trạng vạng tối hôm nay, đứng trước cổng đợi một nữ tử dung mạo xinh đẹp, gặp thì xưng là quận chúa, mà quý thuận quận chúa đến lúc đó cũng chính bởi vì gã sai vặt xưng hô như vậy, mới khiến nàng xác định quả thực là có người hẹn nàng. Nói vậy, tiết đại nhân đã sớm có chuẩn bị. Ngự phượng đàn ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt lưu chuyển trên người tiết đông hàm, dùng ngữ điệu giống như vô cùng giật mình hỏi. Căn cứ vào lời nói của gã sai vặt lúc đó mà suy đoán, tiết đại nhân xác thực là biết rõ co, quận chúa, sẽ đến. Cao thăng cân nhắc qua từng người, không mang theo chút nào cảm tình cá nhân, lại khiến Minh Đế càng có thể hiểu được loại ý tứ này. Tiết Đông Hàm, người nói xem những điều cao đại nhân vừa nói có phải sự thật hay không? Minh Đế hỏi. Tiết Đông Hàm gân xanh nổi đầy trên trán, sở hở lớn nhất của hắn cũng chính là ở điểm này, khó sửa lại lời nói nhất cũng là ở điểm này. Hắn có nên hay không trực tiếp nói ra dự định lúc trước? rằng tối nay người hẹn nhau với hắn vốn là vận ninh quận chúa Thẩm Vân Khanh, không biết vì sao người tới lại là quý thuận quận chúa. Thế nhưng nếu nói là Thẩm Vân Khanh cũng không có cách nào nói rõ, rằng hắn dựa vào danh nghĩa của An Tuyết oánh gửi đi thiếp mời. Một khi liên lụy đến nàng, sẽ kéo theo toàn bộ phủ An Bá, Ninh Quốc Công, thậm chí cả Tiết Quốc Công dính vào chuyện này. Đến lúc đó chiều hướng phát triển của tình hình sẽ càng ngày càng không thể khống chế. Minh đế hiển nhiên không muốn làm lớn chuyện này, cũng không muốn những người khác biết. Xem chừng vẫn là chuẩn bị gả quý thuận quận chúa đến Tây Nhung, cho nên chỉ xem chuyện này là vài lời dèm pha, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Bằng không Tây Nhung bên kia sẽ có phản ứng gì, khó có thể nói rõ. Còn nữa sau khi Minh đế đi vào, cũng không tức giận nhằm vào hắn, hiển nhiên trong lòng Minh đế cũng có tính toán. Sau khi nhìn qua lá thư, Minh Đế cũng chỉ của mắng quý thuận quận chúa một câu, thậm chí một chữ cũng không khiển trách hắn. Đây càng nói rõ, trong đầu Minh Đế hẳn đã trước sau cân nhắc việc này. Tiết Đông Hàm cũng không phải kẻ ngốc, mà Tiết Quốc Công có thể ở trong chiều lâu như vậy. Tiết Đông Hàm cho dù có là người ngốc đi nữa, theo bên cạnh nhiều năm như thế cũng đã có thể học được không ít. Huống chi hai người con trai của Tiết Quốc Công đều là những người vô cùng xuất chúng. Tiết Đông Hàm trong chiều theo Tiết Quốc công học tập quyền thuật sao, mà Tiết Đông Cốc ở biên cương tay cầm binh quyền, một văn một võ, đều là những tài tử nổi danh trong chiều. Sao, quyền thuật, sách lược sử dụng quyền lực. Hiểu được ý định của Minh Đế, Tiết Đông Hàm lúc này liền quỳ xuống, nét mặt tỏ ra xấu hổ, bẩm bệ hạ, tối nay thần vốn là cho mời phong nguyệt khách nhân, bởi vì có chút yêu thích kỳ lạ đối với phương diện này liền dặn người ta giả dạng thành quận chúa đến gặp. Không ngờ quý thuận quận chúa nhận được phong thư chiêu chọc tay quái, mà xui quỷ khiến thế nào lại trùng hợp với cách thức thần hẹn người kia. Thần nay đã qua ba, tuổi tác so với quý thuận quận chúa chênh lệch không ít. Thuở nhỏ nhìn nàng lớn lên dưới sự che chở của bệ hạ, nếu phải nói một câu vượt quá bồn phận, chính là tuổi tác của quận chúa và tiết liên nhà thần sắp xỉ tương đương, trong mắt của thần quận chúa cũng chỉ giống như con gái mà thôi, tuyệt sẽ không có loại tâm tư như vậy. Xin bệ hạ tin tưởng thần, thần tuyệt đối không dám vọng tưởng Tây Nhung Thái Tử Phi, làm ra chuyện phá vỡ hòa bình hai nước, một lòng trung thành chỉ mong bệ hạ thầu to. Hắn vừa dứt lời, cả người liền phủ phục dưới mặt đất, dập đầu hướng phía minh đế. Lúc này, thống khổ cùng kinh ngạc trong đáy mắt tiết đông hàm đều không phai ra. Đây thật sự là tâm trạng của hắn, sự tình náo loạn đến nước này, còn thể không thống khổ sao? Thế nhưng trong lúc hắn kể lể, quý thuận quận chúa lại đang cân nhắc một việc. Gã sai vặt trong lời nói của bọn họ, khiến cho nàng nhớ tới một người. An Ngọc Oánh cũng là lưu luyến si mê ngự phượng đàn, trình độ mến mộ đối với ngự phượng đàn có lẽ cũng chỉ thấp hơn duy nhất một mình nàng mà thôi. Trước đây nếu không phải bởi vì Tây Thái Hậu nhiều lần nhấn mạnh, không nên đến gây sự với An Ngọc Oánh nàng mới cật lực kìm nén bản thân không động thủ tiêu diệt một tình địch như vậy. Hồi kinh trong thời gian này, nàng cũng nghe thấy người ta nghị luận bàn tán chuyện vào đêm thất tịch, cùng với chuyện xảy ra lúc đó của Ninh Quốc Công. Trực giác của con người đôi khi vô cùng chuẩn xác, nhất là trong trường hợp đối mặt với tình địch. Quý thuận quận chúa phán đoán vô cùng chính xác người lúc đầu An Ngọc Oánh muốn đối phó là Thẩm Vân Khanh, có điều cũng thất thủ giống nàng, còn liên lụy tiết thị nằm liệt trên giường. Tiết Đông Hàm là ca ca của Tiết Thị, hắn hẳn vì muốn thay muội muội báo thù. Đêm nay vì quận chúa được hẹn tới kia, e rằng phải là Thẩm Vân Khanh mới đúng. Vậy thư của nàng là do ai gửi tới? Nghĩ tới đây, đáy mắt quý thuận quận chúa lóe ra độc quang, quay đầu nhìn Tiết Đông Hàm, yên lặng hai giây, thu lại ánh mắt sắc lạnh, lập tức quỳ phịch xuống đất, lết hai bước đến bên phải Minh Đế, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt trong suốt, hoàng cữu cữu yên thải cảm thấy tiết đại nhân là đang nói dối người hắn muốn mời rõ ràng chính là vận ninh quận chúa thẩm vân khanh phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn